chào mọi người, hiện tại Linh đang có mặt tại thủ đô của Thái Lan và nơi đây đang diễn ra sự kiện Robots Platform Launching, một sự kiện ra mắt một nền tảng bất động sản công nghệ mang đến sự đổi mới trong việc đầu tư bất động sản dành cho các doanh nhân cũng như là các doanh nghiệp. Và bây giờ mọi người hãy cùng Linh vào bên trong sự kiện để khám phá xem nền tảng này sẽ có những điểm gì hấp dẫn và mang đến những lợi ích gì cho các nhà đầu tư của chúng ta nhé. Được triển khai từ cuối năm 2021 là nền tảng đầu tư bất động sản tích hợp công nghệ blockchain đã thu hút đông đảo sự tham dự của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước ở lĩnh vực công nghệ và bất động sản. Các bất động sản tại đây được chia nhỏ thành nhiều phần. Người dùng có thể đầu tư và hưởng lợi từ bất động sản đó bằng cách bán, cho thuê hoặc tích trữ để sinh lời. Mô hình đầu tư này có thể sẽ là một bước tiến giúp giải quyết được các vấn đề trong khâu minh bạch về quyền sở hữu và quyền hạn của hình thức đầu tư bất động sản phân nhỏ truyền thống. Ở Việt Nam ta thì nó cũng chưa có rõ ràng về các khung pháp lý. Đây cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng khá là lăn tăn, khá là lo lắng. Nhưng một trong những vấn đề mà tôi rất là muốn lưu ý các nhà đầu tư là không cho các nhà đầu tư được đứng tên trực tiếp trên sổ đỏ. Thì đây là những cái vấn đề mà các nhà đầu tư cần phải lưu ý. Chúng ta vẫn chỉ là một tham gia một phần vào cái quyền tài sản thôi. Thì chúng ta cần phải lưu ý những cái quyền lợi cũng như là những cái rủi ro đi kèm với việc đầu tư này. Xu hướng đầu tư bất động sản công nghệ nói riêng và ứng dụng công nghệ blockchain vào đa lĩnh vực nói chung đã và đang không ngừng tăng trưởng. Chính vì vậy, đây sẽ là bước đệm để các nhà đầu tư Việt có thể đầu tư sinh lời từ bất động sản một cách đơn giản và minh bạch hơn. Ok, và đó là những trải nghiệm của Capitec tại sự kiện Robots Platform Launching diễn ra tại Thái Lan. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với MC Nhi quý vị nhé.